Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng đường Nguyễn Trãi cho đến đường Trần Phú rồi đi về quận Nhất để xem không khí đường xá Sài Gòn những ngày hết kỳ nghỉ Tết. Chúng ta đi ngang đây là chợ xã Tây nè. Hôm nào mình đi chợ xã Tây cho cô chú anh chị mình tham quan nha. Không biết cô chú anh chị có ai có kỷ niệm về chợ xã Tây cho em xin cái comment nha. Bữa nay là mùng 6 Tết thì ngày mai là thứ hai, bắt đầu mọi người đều đi làm việc trở lại. Chỉ có năm nay thì ngay mùng 6, đáng lẽ là mỗi năm là mùng 6 thì làm lại rồi đó, nhưng mà bữa nay mùng 6 ngày chủ nhật nên chúng ta thêm một ngày nghỉ nữa để đi lang thang gửi đến hình ảnh cho các cô chú anh chị. Ở đây là khu vực Nguyễn Trãi quận 5, góc Tảng Đà ha, ngã tư Tảng Đà này. Này là mình đi ra đường Trần Hưng Đạo nè. Xíu nữa chúng ta sẽ đi ngang cái nhà số 177 Trần Phú để gửi anh Quynh. Hy vọng là anh nhìn ra ha. Hôm bữa có đi một lần rồi nhưng mà tìm không ra. Nghĩ là cái hẻm không? Ngay giờ đó là cái mặt tiền. Hôm nay cái video này chúng ta sẽ thực hiện bằng xe máy tại vì thuận tiện trên đường đi về luôn nè, từ chợ lớn đi về. Với lại nó không có bị chói nắng á. Mình đi xe máy nó quay đẹp hơn nè. Ở đường Nguyễn Trãi này thì cái khúc này thì nổi tiếng là bán bánh bông lan Hỷ Lâm Môn rồi ha. Rồi cái khúc mà bán đồ thời trang á là đi qua đường Nguyễn Tri Phương, đi qua khúc bên kia là bệnh viện 7A đó. Bắt đầu ngay mũi tàu Trần Phú là rất là nhiều cái cửa hiệu quần áo. Ở đây cũng có khu phố cổ nữa nè, khu phố cổ ngày xưa. Đây chúng ta tới cái ngã tư Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Trãi. Bữa nay Sài Gòn bắt đầu đông trở lại sau một thời gian nghỉ Tết, thì ngày mai sẽ là ngày bắt đầu để cày bừa. Có một số công ty thì mùng 8 mới khai trương, nhưng mà dù sao thì bữa nay thì mọi người cũng đều lên Sài Gòn hết rồi để nghỉ ngơi một bữa rồi bắt đầu cho ngày mai. Ở ngay đây là cái đường An Bình nè. Đây có bệnh viện An Bình, mũi tàu An Bình và đường Trần Phú, còn bán quá trời heo đất luôn. Ở đây có mấy nhà tang lễ luôn, khúc này là khúc nhà tang lễ và chạy hòm, nó vẫn như ngày xưa nó vẫn vậy. Thì tới tí nữa nó bên kia đường là Nguyễn Trãi, quẹo bên đây là Trần Phú. Thôi chúng ta quẹo bên Trần Phú nha, Trần Phú để đi đến cái địa chỉ 177. Ở đây thì có cái hẻm 269 Trần Phú nữa. Ta nhìn vô hẻm 269 nha để gửi đến chị Heo Lê.
cái khúc Trần Phú này là cái khúc mà nổi tiếng về những cái bến xe nè, cái nhà xe để đi về miền Tây nè, về Cần Thơ, rồi Vĩnh Long hay là Trà Vinh, Cà Mau, nói chung là ở ngoài đây. Thay vì chúng ta đi ra bến xe miền Tây thì chúng ta ra đây cũng được. Như xe Kim Hoàng để đi về Trà Vinh nè. Đây là cái hẻm 269 nè. Cái hẻm này hồi xưa luôn. Hẻm 269. Thì hôm nào thì có dịp chúng ta sẽ đi bộ vô đó ha. Hôm nay thì mình đi xe máy, mình đi ngoài đường thôi. Đây một bên là đường Trần Phú, bên đây là An Dương Vương. Thì cái địa chỉ 177 nó nằm bên tay phải mình luôn nè. Hôm bữa thì chưa có nhìn ra, hôm nay thì nhìn ra rồi, mình đi kỹ tí. Mình đi bên tay phải, bên tay trái nè. Bên tay trái để mình nhìn qua bên tay phải. Ngày xưa bên tay trái đây là ngay góc đường Quỳnh Mẫn Đạt với Trần Phú nè. Ngày xưa có nhà máy thuốc lá Sài Gòn nằm ngay đây. Ngay Trần Nhân Tôn nè. Ngay góc Trần Nhân Tôn. Căn 177 thì nằm bên kia đường. Được gửi đến anh Quỳnh. Ta cùng nhìn lại nha. Văn phòng luật sư Trần Trung Dũng. Ngày xưa không biết này là nhà cũng cổ nè, có mái ngói nè. Nhưng mà ở phía trước thì làm giao diện cái bảng hiệu lại nên mình không nhìn thấy được cái kiến trúc cụ thể của nó. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Tới tí nữa thì có cháu gà Bảo Anh, cháu gà Bảo Anh và cháu gà Vân Hương. Hai quán cháu gà rất là ngon ở đây. Cháu gà Vân Hương, kế bên là Bảo Anh. Em có review cho cô chú anh chị đã xem rồi đó. Chúng ta đi tiếp qua cái đường Trần Phú nha. Đường Trần Phú này là nổi tiếng về những cái khung tranh nè. Đó, các chị, các bạn nào mà có nhu cầu về khung tranh ra đây, hay là copy tranh gì đó, copy hình ảnh gì đó, ra đây thì người ta sẽ chuyên làm cho mình luôn. Và da đẹp mới ăn tiền được chứ. Chứ ở đây là chuyên nữa mà. Đây vẽ những cái tượng Phật rồi đó. Có những công ty mà trang trí đường hoa rồi á là nằm ở đây nè. Công ty nổi tiếng rồi đó. Những cái hình ảnh hình ảnh triển lãm rồi đó, triển lãm tranh rồi đó. Gió dữ vậy. Đường này là một trong những đường mà có hàng cây mát, mát nhất. Trận đạo cũng có, nhưng mà trận đạo thì nó nhiều hơn này. Này có một khúc thôi, khúc nó dài từ Trần Phú đến Nguyễn Thị Minh Khai. Hồi xưa Nguyễn Thị Minh Khai có tên là, tự nhiên quên tên nữa ta. Nguyễn Thị Minh Khai ngay dòng xoay Cộng Hòa nè. Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Thị Minh Khai là ta đây có cái công viên chị quên tên Nguyễn Thị Minh Khai rất phiền cô chú anh chị mình có thể không mạnh để học hỏi thêm, điện quên hoài chỗ này. Đây là vòng xoay Cộng Hòa ngày xưa ở đây, ngã 6 Cộng Hòa. Nguyễn
Văn Cừ, tán lạng hết trơn rồi, nhà sách à, nhớ rồi, Hồng Thập Tự, giới thiệu bên khai là Hồng Thập Tự. À, chúng ta đi lang thang một khúc của đường Hồng Thập Tự nha, để ấn tượng chút xíu, để đôi khi quên hoài. Bên đây là Phạm Viết Chánh nè, Phạm Chánh nổi tiếng bán thịt rừng. À, bên tay trái mình là có cái đường Nguyễn Thiện Thuật mới qua rồi, để đến chợ Bàn Cờ đó. À, mình dạo xíu con đường nè, con đường Hồng Thập Tự. Rồi mình nhìn chút xíu lại cái khúc mà bệnh viện Từ Dũ rồi mình sẽ kết thúc hành trình hôm nay. Ở con đường này thì khúc này thì rất là nhiều nhà sách. Qua ngã tư Cống Quỳnh thì bệnh viện Từ Dũ. À, bệnh viện Từ Dũ bên tay phải đây. Bệnh viện Từ Dũ bây giờ xây rất là lớn ha. Không phải như ngày xưa không có chỗ không có nằm, không có giường nằm đâu. Bây giờ xây mấy căn, mấy tòa nhà, mấy building lên luôn. Nên chúng ta không phải lo vấn đề thiếu chỗ như ngày xưa nữa. Đó, tòa nhà cao cao này cũng là của Từ Dũ luôn nè, chữ N nè, tòa nhà N nè. Mình đi qua con đường Lương Hữu Khánh để mình đi về nhà. Đây là đầu đường Lương Hữu Khánh. Bữa nay còn nghỉ Tết nên mọi người đều đa số đóng cửa, rất là vắng vẻ luôn. Những ngày nghỉ Tết ở Sài Gòn sướng lắm. Chạy xe không cần nhìn đường luôn á. Giống như Sài Gòn những năm 90. Đây là đường Lương Khánh chuyên làm những con dấu, những cái sản phẩm từ Mica. Mình qua đây đường Bùi Thị Xuân. Lương Khánh thì qua bên kia đường luôn. Ngay đây có trường Bùi Thị Xuân. Một xíu hình ảnh về trường Bùi Thị Xuân gửi đến cô chú anh chị. Đến đây thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh về căn nhà 177 Trần Phú và đường Hồng Thập Tự để bà con mình nhìn lại ha. Xin chào và hẹn gặp lại.